Bà móc cái đầu trên á. Quả đi ăn thôi, dập rồi. Dập rồi. Chỉnh lên gương mất. Cái này là gọt e chứ không có gương á, e đâu, không có chỗ đâu. Chắc mà bố bà Loan không hút dịch ra. Thực ra nó mới nhìn lấy xe chứ. Xe đập đi thì tao đi được, chứ mà ngồi nha làm chán. Mày vừa đi ngồi nha. Ồ, coi em vui coi. Dập, bị dập hết rồi. Được cái bao trắng đi đi. Bao trắng đựng cái gì? Cái bao bao này nè. Đánh chưa? Cái nhòm họ ái đài, mặn đài. Thế ổ món đài. Pháp là sạp ta. Thế nè. Là người thôi. Đi về, đi về. Mấy bà mà hay thỉnh thoảng số run ăn vài hạt đu đủ này này. Đấy. Thỉnh thoảng số run ăn vài hạt đu đủ. À, đu đủ là số run à? Dạ. À, bà một tháng bà ăn vài hạt. Cái sống là làm mà gì vậy? Xuồng tí á. Hướng mấy. Xa rồi cái gì lấy nước uống hướng. Số sống đó. À ha đấy à. Cái chi? Ra xuồng. Ra xuồng xa rồi. Xa rồi lấy nước uống không thì mình dọa mình giết gì kệ mình giết rồi lấy nước uống. Cái cây gì nhỉ? Cái cây quả dài dài ấy ta.